quý vị khán giả đã quay trở lại với Siêu Tài Năng Nhí. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ bé cuối cùng nha. Xin được giới thiệu bé Phan Duy Nhật. Dễ thương quá, dài quá. Em chào cô Vui Lê. Em chào chú Trấn Thành. Em chào cô Diễm Nhi. Chào, chào cô Harry Won. Em chào tất cả các khán giả. Dễ thương đẹp trai mà tự tin, nhìn tôi nhớ tôi hồi xưa ghê vậy đó. Anh là sơ y như vậy. Ủa em đã từng coi cái hình hồi nhỏ của anh thì anh đâu có đẹp trai như vậy đâu. Đúng rồi, em cũng coi rồi. Coi rồi mà đúng không? Dạ em coi trên mạng á, thiếu gì hình quá khứ ngày xưa của mình trên mạng đầy anh ơi. Có hình quá khứ của anh nhưng mà có hình quá đáng của em chưa? Con ơi. Dạ. Con ăn gì mà con đẹp trai quá vậy? Dạ con ăn cơm nhà mẹ nấu. Trời ơi. Con quá đẹp trai thì con có người yêu chưa? Trời ơi trời, ta con nít bảo cái gì kỳ vậy? Có bạn gái chưa? Dạ con chưa có ý định. Nhưng mà quan trọng là trong lớp có bạn gái nào đã để ý đến con rồi hỏi thăm con này nọ. Lâu lâu tặng cho con hộp ba tên, bịch khô gà. Rồi, ăn sữa với kẹo không à? Rồi ta nói làm sao? Có ghi tờ giấy á, nói là ăn sáng đi cho đỡ ốm. Cô Dương Nhi hồi đó cũng làm vậy với một số người. Tại anh nói giỡn vậy thôi, chứ ngày xưa là em được người ta thả đồ vô học bàn. Hồi xưa anh cũng hay thả đồ bậy bạ đồ vô học bàn của người ta để ghẹo người ta. Thả gì mà ghẹo? Thì đó cơm hộp rồi đó. Là cơm hộp ăn chưa? Ăn rồi cũng thả. Con giới thiệu thêm về bản thân đi, con mấy tuổi nè? Dạ, con tên là Phan Nghi Nhật. Con đang học lớp 6, con 12 tuổi. Và con đã lồng tiếng được 3 năm rưỡi rồi. Con đến với lồng tiếng phim khi tình cờ trong một buổi học Anh văn của con. Và thầy đã phát hiện ra con có khả năng lồng tiếng. Thầy đã dẫn con đi tham gia casting một bộ phim hoạt hình và con đã đậu. Thời gian đầu thì bé còn có những cái từ nói chưa rõ, nói rất là nhanh, còn những chỗ diễn xuất chưa được tròn trịa lắm. Thì sau một khoảng thời gian thì các bé tham gia nhiều phim hơn, kinh nghiệm được trao dồi nhiều hơn. Bây giờ thì Y Nhật thì thật sự là một cậu bé rất là thông minh. Thường thì con có thể làm mọi biểu cảm như là khóc, buồn, giận dữ. Con vẫn không hiểu tại sao khi vào phòng thu con không thể cười tự nhiên được. Mặc dù ở ngoài con cười rất là nhiều. Con sẽ tự tập cười nhiều hơn để khi vào phòng thu con có thể khắc phục được điều này. Dù gia đình không theo nghề lồng tiếng nhưng ba mẹ luôn ủng hộ con bằng cách động viên và luôn pha nước mát cho chất giọng của con để chất giọng của con càng ngày càng tốt hơn. Con tự tin sẽ chinh phục được ban giám khảo với khả năng lồng tiếng của con. Mọi người hãy ủng hộ con nhé. Con đã lồng được những bộ phim nào rồi? Dạ, con đã lồng được bộ phim Dumbo, Chú Dâu Viết Bài, phim Sam Sam, phim Ariel. Ariel luôn. Ariel là nàng tiên cá hả? Dạ đúng rồi. Chú cũng lồng tiếng nè. Hồi xưa chú làm phim một hình gì con biết không? Dạ, phim Kẻ Cướp Mặt Trăng. Đúng rồi. Vậy anh làm còn mấy cái nữa anh nói đi. Madagascar. Ồ. Phim Chipmunk. À. Con sóc chuột mà phần 3 đó. À. Là cái con sóc đó là chú Thành á. Madagascar thì lồng con ngựa. Dạ, nhìn mặt anh không biết sao nghĩ con ngựa em. Con là thường là chủ yếu là con lồng vai gì? Dạ chủ yếu là con lồng vai mấy bạn trai mà còn nhỏ tuổi á. Lâu lâu có làm những vai cá tính đặc biệt không? Dạ có. Thí dụ? Dạ lồng vai nữ. Hay vậy ta. Là thí dụ như phim Elsa con lồng với Anna đó đúng không? Dạ không, con lồng quần chúng trong Elsa. Con Harry Potter thì lồng vai con heo già. Là sao? Hình như là Diệu Nhi cũng có lồng tiếng đúng không? Chắc chắn rồi. Ủa vậy hả? Phim nào? Phim Pet. Pet. Đó là Pet, 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 Pet. Còn Pet là tệ đó. Em làm con gì? Em lồng vai con chó. Em là con chó. Con lồng qua động vật chưa? Dạ rồi. Rồi là con gì? Trong phim The Lion King. Là con sư tử hả? Phim lớn à? Dạ con vai con sóc. Lồng tiếng nó có hai dạng. Một là mình phải học cho thuộc, mình canh cái khẩu hình của cái con đó, mình nói một lần cho nó dính cái phạt. Hai là mình sẽ nghe nó nói, mình sẽ nói lại sau nó khoảng 2-3 giây để bắt chước lại y chang cái câu đó với cái thái độ của mình. Rồi sau đó cái người chỉnh âm thanh mới cầm nguyên cái cây âm thanh của mình kéo lùi lại chút xíu để cho khớp với cái miệng. Thì con làm cái nào con sẽ dễ làm hơn? Dạ thì con thấy là con làm cách 2 thì nó sẽ dễ hơn. Chú phải làm 2 cách.
tùy vào tình huống. Tại vì có những cái câu á, nó nói quá nhanh, mà khi mà con nghe như vậy rồi con lặp lại không cách nào dính được. Thành thử ra bằng cách duy nhất là mình phải học thuộc nó. Còn mấy cái câu chậm chậm thì mình làm cái cách của con. Ở đây thì chương trình cũng đã chuẩn bị sẵn một vài cái phim để cho anh chị có thể lựa chọn cái nào để cho thử thách cho bé. Em chọn Doraemon. Anh nhìn anh biết em chọn Doraemon. Lý do hai cái phim kia không biết. Đúng không? Con sẽ vào vai gì? Dạ thì con sẽ lồng hết luôn. Ê, con nhắm có nổi không? Dạ nổi. Nếu con làm được là chú thấy là chú nể con ở nhà không bao giờ đâu nha. Rồi mình sẵn sàng ha. Với sự lồng tiếng của bé Y Nhật, xin mời. Mẹ ơi con đi học. Doraemon, từ giờ mẹ sẽ không bao giờ trễ học nữa. Đã có cánh cửa thần kỳ. Cửa đó là sao? Thử đi, cứ nói tên nơi bạn muốn tới cho mở cửa bước vô là được. Tới trường. Sonia, Nobita đi học sớm luôn kìa. Nobita hả? Shizuka ơi, bạn đang vẽ cái gì đó? Hả? Doraemon! Máy chụp hình tạo mốt. Bạn vẽ cho mình một bộ đồ nào cũng được, nhanh lên. Shizuka, cho mình mượn tập vẽ. Được thôi, vẽ bộ nào dễ thương nha. À, bạn lại đồ bất lịch sự. Rất là nhạy bén. Khi mà con thấy người này người kia là con thay đổi cái tính cách liền. Mà trời cho con cái giọng vang nha. Nghe nó rất là bắt cái micro, nghe cái âm thanh nó hay đó. Dạ con cảm ơn. Nhưng mà chú Thành nghĩ là tại cái đoạn này là nó bắt con lòng nhiều quá. Nếu được con sẽ có thể làm nó chi tiết hơn một tí. Nghĩ như là thể hiện cái sự biểu cảm nhiều hơn đúng không anh? Thí dụ một đoạn đi để tôi lòng thử đây nè. Dạ. Đi học rồi. Ba ba đưa ra đi đọc. Đưa ra đi. À là đến đây rồi. Lại đi học để chứ gì. Có cái cánh cửa này. Ủa vậy hả? Đi vô đi rồi biết. Tới trường liền mà. Đi. Tới trường rồi. Tới trường rồi. Ê. Trời ơi. Người ta đã tới trường rồi đó hả? Nobita, có tới trường rồi hả? Đừng hiểu nó vậy đó hả? À, mình đi vào cái tiểu tiết nó nhiều hơn á con. Dạ đúng rồi. À, cái biểu cảm, cái thái độ, cái thở, nó cái hơi thở của người ta nữa. Chú cũng làm cái công việc này nhiều rồi nên chú biết. Chú nghĩ là ở tuổi của con chú không làm được như vậy. Dạ cảm ơn chú. Cách đây vài năm thôi, giọng chú vẫn sang sảng mà không bao giờ chú biết mệt và không bao giờ biết khan tiếng là gì cả. Nhưng có một cái lần là chú nhớ mãi luôn là sau cái live show Chuyện Giỡn Như Thiệt, sau 3 đêm diễn là tự nhiên chú mất luôn âm thanh. Chú đóng vai của cái đứa con thì chú gào lên, chú thét lên mẹ mình. Sau cái tiếng thét đó chú lại mất giọng lần thứ hai trong đời. Và từ đó về sau là giọng chú lúc nào nó cũng khàn khàn vậy luôn. Đi chụp hình thì bác sĩ nói là cái thanh đới của chú nó hở ra vậy, là nó bị nhược cơ thanh đới. Nên con đừng bao giờ nghĩ là con còn trẻ mà con phí cái giọng của mình, tại vì đó là trời cho mình như đó thôi. Chú hy vọng là con rút kinh nghiệm từ chú, là bình thường con phải bớt nói lại để con dưỡng cái giọng của con. Chỉ có khi nào vô phòng thu con mới nói thôi. Dạ cảm ơn chú. Dạ ước mơ của con là gì? Dạ ước mơ của con là sẽ thành một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp và du học về nghệ thuật âm nhạc. Là con làm gì trong âm nhạc, chơi đàn hay là hát? Dạ hát. Wow. Hát thử chú nghe bài gói. Con hát bài Cánh Hoa Tàn của chú Trấn Thành. Wow. Trời ơi trời. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo mòn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em, mang bao tin nỗi trái tim vỡ tan. Giọng tình cảm ghê chứ. Tình cảm chứ. Giọng rất là nhẹ nhàng tình cảm luôn.
Vậy đúng đó, như anh nói là giọng rất là vang anh ha. Ngọt hát, ngào hát mà rất vang. Là có tình nha. Nãy giờ trò chuyện nhớ cũng tranh thủ con nghỉ ngơi, con nghỉ giọng chút xíu. Cô dường như muốn nghe con lòng kiểu mà dai ác, dai phản diện á. Con nghĩ là sẽ vai nào là phù hợp? Dạ con nghĩ là vai Hồng Hà Nhi thì sẽ hợp với con. Rồi mình sẵn sàng nha. Xin mời. Cứu tôi ơi. Cứu tôi. Sư phụ, nó xạo kia đó. Đừng có tỉnh nó. Bước xuống là nó ăn thịt liền đó. Sư phụ, nhà của con ở ngay sau dãy núi này. Hôm qua con bị người ta bắt cóc. Sau đó họ dẫn con tới khu rừng này, rồi treo con lên cây suốt đêm. Sư phụ ơi, cứu con đi. Ngô Công, hãy nhìn đi. Đứa trẻ thiệt là khấu khỉnh, đẹp như ta vậy đó. Làm sao con có thể làm như vậy? Ngô, bắt giới, thả xuống liền. Cái ngươi là ai mà dám tới đây gây sự? Ê, tao biết ba má mày đó. Ba mày là con trâu đúng không? Má mày có cây quạt đúng chưa? Ngươi nhận họ hàng, chẳng qua là muốn cứu sư phụ của ngươi đúng không? Trời ơi, tao đâu có rảnh. Nè, nói cho con nghe nha, con còn nhỏ lắm, con còn non lắm biết không? Con khỉ kia, ngươi mà coi ta là trẻ con, ta sẽ không tha cho ngươi biết chưa? Mày vừa phải thôi nha, mày cầm đó mày thuật, trúng không không trúng không, mà trúng tao mới thấy bà nội nè, cái thằng thiệt tình. Trời ơi, trời ơi, trái nát trên đầu sư huynh ơi, trời. Trời ơi, không lẽ nó biến thành món heo sữa hoài. Trời ơi, chết tôi rồi. Thả tao ra. Nãy giờ cười lớn tiếng mấy cái gì có đau cổ hay là cái gì không? Dạ không. Khi con cười nãy giờ con sẽ không thấy gì cả. Nhưng con cứ xài như vậy hoài, tới cái tuổi của chú con sẽ thấy. Chú nãy giờ chú lòng tiếng theo con, bây giờ chú càng hơn tí nữa nè. Chú hy vọng là con phải rất 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 trân trọng cái voice của mình. Thông qua hai cái tác phẩm là mình biết là tài năng của bé là như thế nào rồi đó. Nhưng mà Harry muốn là thử thách một cái khác. Bé diễn theo cái cảm xúc, tức là hiền ngoan thì ra giọng như thế nào, tức giận thì ra giọng như thế nào, điên thì ra giọng như thế nào, chẳng hạn kiểu vậy đó. Bây giờ vậy, chú Thành như cô Diệu Nhi sẽ lên diễn. Con chỉ lòng vai chú thôi. Con hãy đoán cái khẩu hình của chú. Có thể nó không đúng cái chữ của chú đang nói, nhưng mà chỉ cần nghĩ cái câu thoại nào mà nó hợp lý với cái gương mặt và cái biểu cảm của chú ngay lúc đó là được. Wow, đây là lòng tiếng thật luôn nè. Đây là mẹ cám. Mẹ cám. Đây là cám. Đây là tấm. Bây giờ bối cảnh là Tấm hiện nay đang xúc cái con tôm về, mà không có tôm cá mẹ về, mà bị cám mét nha. Bây giờ cám sẽ mét mẹ về Tấm nha. Giờ chuẩn bị ở nhà rồi, tụi mình về nha. Mẹ, mẹ. Gì đó con? Con nhỏ Tấm kìa, nó không có lấy được cái con cá nào luôn á. Trời đất ơi, con bắt được một con mà mẹ. Trời ơi, có câu con à, còn coi cái rổ của tao nè. Cái gì? Mày xưng mày tao hả? Ồ, con không có, con không có. Con lỡ miệng, con nhầm miệng, con xin lỗi mẹ. Rồi, nói lại đàng hoàng cho má nghe. Cái con nhỏ này nè, nó lấy được một cái con cá à. Còn con á, con lấy được nguyên cái rổ luôn. Tấm ơi là Tấm. Dạ mẹ. Tấm ơi là Tấm. Tấm ơi. Trời mẹ, đừng có đánh nó. Đừng có đánh nó mẹ. Mẹ, mẹ tát nó cho con. Mà nó hiểu chứ. Nó hiểu là tôi năn nỉ bà này là đừng lần hồi là tôi sẽ lật kèo á chứ. Thông minh, chịu. Cảm chú. Nãy giờ vui nha, bây giờ tới giai buồn nè. Chú là Romeo nha, Diệu Nhi là Juliet. Kìa Romeo chàng hỡi. Kìa Juliet nàng ơi.
ai đưa lối cho chàng tới đây? Nhỏ kia kìa, chứ không phải là ái tình sao? Không, là nhỏ kia đưa chứ không phải ái tình. Nhỏ kia là con nhỏ nào? Im đi, im đi, đừng nói nữa. Im đi, im, im, im. Ê, bị lòng, khoan, khoan, khoan. Làm kiểu này là chú lên thanh xong nha mày. Dễ thương quá à. Tiếp. Ta rất là nhớ nàng. Nàng có nhớ ta không? Chắc chắn ta cũng nhớ chàng. Thôi. Đi đâu vậy? Đi về. Này nó mê hài. Với lại bé nhiều khi cũng chưa có biết đọc câu chuyện này. Đúng rồi, chưa có đọc câu chuyện này. Em nghĩ là muốn thể hiện cái cảm xúc đúng là buồn á, là Juliet, đúng lúc đó là Juliet ngủ mà Romeo tưởng là Juliet chết đó, hiểu không? À, mời chị lên làm Juliet. Em là không có thoại tại vì em là đang ngủ, anh hiểu không? Uống thuốc ngủ rồi. Tưởng là chết nha. Không có vui được đúng không chú? Tùy con muốn làm gì con làm. Rồi, chết. Juliet, dậy đi nàng. Nàng ơi, dậy đi. Không tao tán đó. Nó kiểu gì nó cũng về ai nó vậy. Nàng dậy đi nàng. Nàng cứ nằm vậy hoài sao có con được. Thôi dậy đi đừng diễn nữa. Thằng này nó có máu hài. Cái tuần người ta buồn như vậy mà nó cũng biểu vậy đi. Thông minh, con là cái người có năng khiếu trong cái môn này. Chú chúc con thành công. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ con muốn thử con em gì nữa không ạ? À? Thì bây giờ con với cô Diệu Nhi thi đi. Hồi xưa mình còn nhỏ mà hay chơi vụ mà thi cười đủ kiểu á. Con với cô Diệu Nhi để coi có ai cười được nhiều kiểu hơn. Thử đi. Cô Nghiêu Lê ra đề đi. Vậy mà dễ chứ, cười đắc chí. Mời con, nhường con nhỏ con làm trước đi. Cười xảo quyệt. Trời ơi hay vậy ta. Này là rô đai, chạy rô đai máy á. Xe mới mua về sợ nó hư bình rồi nó chạy rô đai được. Chạy cho máy nóng mà. Đúng rồi. Tôi mất cỡ e thẹn á. Dễ thương quá vậy. Đấy em đừng cười công cớn vậy. Cái này bậy ạ, bậy ạ. Cái giọng cười nào cái gì cũng sợ thế hả Nhi? Này cười chảy nước miếng nè. Tiếp tục nè, cười ác, cười nham hiểm. Anh tưởng em bơm xe đạp cho người ta là tính tiền mắc của khách. Cười khinh người coi. Em cười khinh sao? Cái này bị xù bọt mép em ơi. Có một cái nụ cười rất là kinh điển, nụ cười của Joker anh. Ừ, cười ma quái. Ma quái, ma mị. À. Joker. Joker. Cái này là cười bất lực. Còn em thắng. Ngày hôm nay là con đã tới đây thể hiện tài năng của mình và cũng đã chinh phục được ba vị giám khảo rồi. Chúc mừng con nha. Dạ, cảm ơn mọi người. Và bé Gấu ơi, hãy gửi tặng quà cho bé Nhật nào. Gửi tặng con, hy vọng là con sẽ vẫn theo đuổi đam mê của mình và đạt được ước mơ của mình trong tương lai nha. Cảm ơn con ngày hôm nay đến với chương trình và cảm ơn khách mời Diệu Nhi. Nhi ơi, ngày hôm nay đến với chương trình mình có cảm xúc như thế nào ta? Chương trình rất là vui, rất là dễ thương. Và Nhi cảm thấy các bé rất là giỏi bởi vì có những cái mà từ nhỏ chưa chắc lúc đó là cái tuổi bằng tuổi các bé là xưa Nhi làm được đâu. Cho nên Nhi cảm thấy rất là nể phục cái ý chí của các em. Và hy vọng là nếu như các em có đam mê nè và yêu cái nghề của mình thì chắc chắn sau này những ước mơ của tụi em sẽ thành hiện thực nha các con. Thì ước mơ của các em sẽ thành hiện thực nha các con. Rồi, cảm ơn Diệu Nhi rất là nhiều.
ngày hôm nay đã đến đây với sự tài năng nhí và cả cảm ơn hai vị giám khảo chính của chúng ta nữa, đấy là anh Tiến Thành và chị Holly Won. Đón xem siêu tài năng nhí 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7, 21:00 thứ sáu hàng tuần trên AMC SCTV2.